Nếu bạn thích chơi trò chơi điện tử, bạn sẽ biết tầm quan trọng của việc đắm chìm trong câu chuyện. Cho dù là thông qua đồ họa, âm thanh hay lời thoại, trò chơi càng lôi cuốn bạn thì trải nghiệm càng tuyệt vời. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bạn có thể sớm mua một tiện ích cho phép bạn cảm nhận trò chơi mà bạn đang chơi theo đúng nghĩa đen? Nó có dạng một chiếc áo vest và nó sẽ cho phép bạn có nhiều cảm giác khác nhau như cảm nhận mưa, gió, lửa và thậm chí là bị tổn hại. Hơn nữa, các cảm giác được không gian hóa, nghĩa là nếu bạn nhìn lên, bạn sẽ chỉ cảm thấy những hạt mưa trên ngực mình. Được kết hợp với kính VR, sự kết hợp này có vẻ giống như tương lai của trò chơi điện tử. Chúng ta cũng có thể trực tiếp sử dụng năng lượng mặt trời để sạc điện thoại. Có hai loại tiện ích như vậy, những thứ mà bạn chỉ cần kết nối với điện thoại và đặt dưới ánh nắng trực tiếp. Sau đó, có loại cao cấp hơn, cũng có pin. Bạn có thể để nó sạc và sau đó sử dụng năng lượng của nó bất cứ khi nào bạn cần. Nếu gần đây bạn đang thực hiện thanh lọc mạng xã hội, có thể bạn đã bỏ lỡ chú robot AI nhỏ bé đang chiếm lĩnh Internet. Nó trở nên phổ biến vì có hàng nghìn cách khác nhau để nó có thể tương tác với bạn. Nó có thể giúp bạn chọn bản nhạc yêu thích, chơi trò chơi trực tuyến với bạn và thậm chí giúp bạn vui lên khi bạn buồn. Chưa kể, nó có thể giúp làm việc nhà. Còn robot nhỏ bé này có thể hoạt động như một chiếc đồng hồ báo thức. Nó có thể tắt đèn nếu bạn đặt giờ đi ngủ nhất định hoặc thậm chí chụp ảnh bạn nếu bạn yêu cầu. Luôn luôn di chuyển độc lập và đưa ra quyết định của riêng mình. Chưa kể, nó thậm chí có thể khó chịu với bạn nếu nó tỏ ra kén chọn. Fidget Spinner đã từng được ưa chuộng khi nó đến tác dụng giảm căng thẳng cách đây không lâu. Chà, có một thiết bị hoàn toàn mới, giống như một chiếc Fidget Spinner 3 chiều. Đồng xu này có thể quay trơn tru tới 12 phút, đồng thời hiển thị những hình ảnh đầy mê hoặc về các thiên hà. Nó sử dụng cảnh quay thực tiễn để hiển thị một số hình ảnh đẹp nhất trong vũ trụ của chúng ta. Không chỉ vậy, nó còn là một vật dụng tuyệt vời để đặt trên bàn làm việc của bạn bất cứ khi nào bạn không muốn sử dụng nó. Bạn đi du lịch rất nhiều, bạn có thể quan tâm đến chiếc gối du lịch cấp độ mới này. Nó được thiết kế theo hình vòng lặp và hoạt động tốt nhất cho những người di chuyển đường dài. Vì được làm từ mút hoạt tính nhạy cảm nên nó giúp nâng đỡ cằm của bạn tốt hơn khi bạn ngủ. Chưa kể bạn có thể kiểm soát được nhiệt độ của gối nên sẽ không bao giờ cảm thấy quá nóng khi đeo. Bình nước du lịch là một cách hay để giữ nước khi đi du lịch hoặc tập thể dục, nhưng việc vệ sinh chúng có thể trở thành một gánh nặng. Sau một thời gian, hầu hết các bình nước đều trở nên quá hôi hoặc ố màu để có thể sử dụng được nữa. Một ý tưởng thú vị có thể giúp ích cho công việc phiền phức này là chai nước tự làm sạch. Đó là bởi vì nó có các bộ phận tích hợp giúp lọc nước và loại bỏ mùi hôi. Nhờ các lớp bên trong, bạn thậm chí có thể lấy nước từ sông và thưởng thức sau khi được lọc bằng bình công nghệ. Cuối cùng, nó cũng được cách nhiệt để giúp giữ nhiệt độ mong muốn cho đồ uống của bạn và tự làm sạch thường xuyên khoảng 2 giờ một lần. Không phải tất cả chúng ta đều có những ngôi nhà có tầm nhìn tuyệt vời, nhưng tiện ích tương lai này có thể giúp ích một chút nếu bạn đang khao khát những ánh đèn thành phố tuyệt đẹp bên cửa sổ nhà mình. Đó là vì tiện ích tương lai này có thể cho phép bạn tùy chỉnh chế độ xem của riêng mình. Không thành vấn đề nếu bạn là người yêu thích sóng biển hay đỉnh núi, bạn đều có thể có cả hai. Bạn cũng có thể kết nối nó với điện thoại thông minh của mình và phát lại những kỷ niệm của riêng bạn. Kêu gọi tất cả những người hâm mộ Jetson, Autobay có thể đến gần chúng ta hơn chúng ta tưởng tượng. Thứ nhất, vì những con đường tiêu chuẩn của chúng ta ngày càng đông đúc qua từng năm, nên có lý khi cho rằng chúng ta sẽ sớm cần xem xét các phương tiện giao thông khác. Ngoài ra còn có rất nhiều ý tưởng về Autobay. Một số trông giống như những chiếc máy bay không người lái khổng lồ, một số giống như những chiếc máy bay nhỏ hơn, trong khi một số khác chỉ đơn giản trông giống như những chiếc ô tô có cánh. Các loại phương tiện di chuyển bằng máy bay khác cũng có thể sớm ra mắt như ba lô phản lực. Khi lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường công nghệ, màn hình cảm ứng đã mang tính cách mạng. Nhưng ngày nay, có vẻ như chúng ta đang tiến gần hơn đến tính toán dựa trên cử chỉ. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần sử dụng tay để ra lệnh cho máy tính những việc cần làm mà không cần phải sử dụng màn hình, chuột hoặc bàn phím. Rất nhiều nhà nghiên cứu và nhà khoa học đã phát triển các công nghệ tiên tiến về chủ đề này, chẳng hạn như các công nghệ tại phòng thí nghiệm truyền thông MIT gần đây đã giới thiệu màn hình kỹ thuật số có màn hình ghim. Màn hình ghim này chỉ đơn giản là một tấm phim buồn tẻ có hình dạng của vật thể 3D khi ấn vào nó. Cho đến lúc đó, một số thiết bị cho phép chúng ta sử dụng giọng nói của mình để thực hiện một số hoạt động nhất định. Đồng thời, điện thoại của chúng ta cũng có thể trở nên lỗi thời, vì có vẻ như màn hình đeo tay đã sẵn sàng xuất hiện. Chắc chắn, hiện tại chúng ta có thể đang tận hưởng những chiếc điện thoại có thể gập lại, nhưng tương lai có vẻ sẽ không có màn hình. Công nghệ này liên quan đến việc sử dụng máy chiếu cũng có khả năng cảm ứng.
bạn có thể chiếu màn hình trực tiếp lên quần áo hoặc bàn tay của mình. Nhưng ai dám nói rằng chúng ta không thể cấy thứ gì đó trực tiếp vào da để khiến nó có thể đeo được. Hãy tưởng tượng đi chân trần mà không làm tổn thương bàn chân của bạn. Có thể ngày nay bạn sẽ chỉ cần những đôi giày trông kỳ lạ. Chúng trông giống như được làm từ chuỗi giáp lưới, nhưng chúng không gây ra tiếng ồn và sẽ không bị rỉ sét trong tương lai. Chúng cũng cung cấp khả năng cách nhiệt và không tạo ra bất kỳ tiếng động kim loại nào khi đi nó. Ngày nay, máy in 3D đang được sử dụng cho mọi loại công nghệ, nhưng bạn có thể tưởng tượng việc có thể in thực phẩm 3D không? Hiện tại, in 3D thực phẩm chỉ giới hạn ở một số kết cấu và tính nhất quán nhất định như nhuyễn, mịn xốp hoặc sốt sô-cô-la. Ngoài ra hiện tại, máy in thực phẩm 3D không thực sự nấu thức ăn mà chỉ lắp ráp nó. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà hàng cao cấp đang thử nghiệm in thực phẩm 3D. Và nói về những bữa ăn trong tương lai, chúng ta có thể sớm được giới thiệu một chiếc tủ lạnh đặt đồ ăn cho chúng ta. Nó quét các chai và lọ nó chứa và gửi danh sách các cửa hàng tạp hóa đến thị trường ảo của bạn. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ hết đồ ăn nhẹ yêu thích của mình. Hơn nữa, nó còn cho bạn biết nếu có điều gì đó không ổn và bạn cũng cần phải đi đến thùng xử lý rác thải. Nó cũng tốt hơn cho thói quen ăn uống của chúng ta. Hầu hết mọi người nói rằng họ bị cám dỗ mua thực phẩm không tốt cho sức khỏe vì họ đến cửa hàng khi bụng đói. Vì bạn hoàn toàn không đi mua sắm và chỉ giao những mặt hàng cụ thể nên quần của bạn cũng có thể sớm bắt đầu vừa vặn hơn. Tiếp tục danh sách các đồ gia dụng thông minh, có thể bạn sẽ sớm được làm quen với bàn chải đánh răng, có thể trò chuyện với nha sĩ. Chắc chắn, điều đó có vẻ giống như một sự phản bội, nhưng nếu nó có thể giúp ngăn ngừa sâu răng hoặc ngăn tích tụ mảng bám thì tại sao không? Chúng tôi đã có bàn chải đánh răng thông minh trên thị trường với các cảm biến tích hợp để kiểm tra xem bạn có rửa răng đúng cách hay không. Vì vậy, bạn không nên ngạc nhiên nếu họ cũng bổ sung tính năng này trong tương lai. Đồng thời, việc sở hữu gương thông minh có thể sớm là bước đầu tiên trong việc chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Chỉ cần nhìn nhanh vào gương, thiết bị tương lai này có thể thực hiện quét nhanh để xem liệu bạn trông nhợt nhạt hay có quầng thâm thực sự tồi tệ. Dựa trên những tín hiệu này, nó có thể gợi ý các vấn đề tiềm ẩn hoặc thông báo cho bạn khi đến lúc cần gặp bác sĩ chuyên khoa. Bộ xương robot ngoài đã có sẵn cho một số công nhân để cung cấp cho họ thêm sức mạnh và năng lực. Nhưng trong tương lai, chúng cũng có thể hữu ích cho những người gặp vấn đề với việc đi lại chẳng hạn. Chắc chắn, hiện tại chúng ta có một số công nghệ đơn giản hơn, nhưng việc cung cấp cho mọi người khả năng di chuyển toàn diện có thể sẽ sớm ra mắt. Một công ty thực sự sáng tạo đã thử nghiệm các cách sử dụng cát để tạo ra năng lượng và biến nó thành pin. Vì cát có thể nóng lên tới 500 độ C, nên nó có thể được sử dụng để lưu trữ năng lượng. Khi cần thiết, nó có thể được thải ra và làm ấm nước và môi trường.